Chào kính bà cô bác và anh chị em. Các anh chị em có thấy ở phía background, phía sau của luật sư Thu Đoàn lạ không ạ? Đây, nói ra khói. Hiện tại tôi đang đứng ở vùng ngoại ô nước Pháp có tên là Mẹt. Hôm nay luật sư Thu Đoàn sẽ nói câu chuyện gì ạ? Tí nữa tôi sẽ quay một vòng cho quý anh chị em biết về những cái quang cảnh ở đây. Các anh chị em thấy không ạ? Ở phía sau lưng tôi đó là cái khách sạn có tên là Novotel. Hôm nay là chuyến hành trình ngày thứ tư khi đến Pháp. Và cũng quyết định mang một chút kiến thức về luật đến cho quý anh chị em. Một cái câu chuyện nhẹ nhàng và không thể nhẹ nhàng hơn nữa. Các anh chị em ha. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về việc đứng tên giùm cho việc kiều Pháp. Đây là một cái câu chuyện có thật mà luật sư Thu Đoàn có được trong cái quá trình hành nghề. Dĩ nhiên sau khi đã mã hóa thông tin thì câu chuyện còn lại đó là những lời kể chuyện. Thực ra khi đến với một cái tour châu Âu đi gồm nhiều nước, trong đó có Pháp, thì bản thân tôi nghĩ rằng là mình chỉ làm video liên quan tới việc cây cảnh thiên nhiên, những khi du lịch, những cái nơi du lịch mà tôi đến. Tuy nhiên thì sau một cái ý tưởng của một cái em thông dịch viên, và tôi đã quyết định sử dụng cái kênh này để tiếp tục làm video về luật. Trước tiên thì cho tôi gửi đến những anh chị em đang sinh sống và làm việc tại nước Pháp một lời chào sức khỏe. Khi qua đến đây làm việc thì tôi mới thấy được một cái cuộc sống rất nhiều những cái khó khăn. Ngoài cái việc ngôn ngữ, và còn đó những cái khó khăn, những cái cô đơn nơi xứ người. Và vì thế là tôi quyết định chọn tặng quý anh chị em có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam. Không dám nói pháp luật Pháp đâu. Tôi xin tự giới thiệu với quý anh chị em, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật ở tòa. Và cái câu chuyện ngày hôm nay, cái câu chuyện đứng tên giùm cho Việt Kiều, đó cũng là một cái câu chuyện mà thực tế đã xảy ra rất nhiều. Nó không phải ở những anh chị em Việt Kiều sinh sống tại Pháp, Việt Kiều sinh sống tại Mỹ và rất nhiều quốc gia khác. Trong video lần này thì tôi có hai phần các anh chị em ạ. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ liên quan đến một cái câu chuyện tự sự của em thông dịch viên. Và câu chuyện thứ hai, đó là chúng tôi sẽ kể cho quý anh chị em nghe về cái câu chuyện đứng tên giùm cho Việt Kiều Pháp. Câu chuyện đứng tên giùm cho Việt Kiều Pháp thì nó sẽ có ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên đó là chị em ruột và tiền euro. Câu chuyện thứ hai đó là thời gian và những yếu tố tác động. Và câu chuyện thứ ba, kiện tụng. Thưa quý ông bà cô bác và anh chị em, ngày hôm qua trong cái quá trình gọi là đi để mình được hướng dẫn những cái nơi mình đi qua, thì em thông dịch viên Toàn đã có những cái kiến thức rất là sâu sắc. Có những cái câu chuyện nó chẳng liên quan gì tới em, nhưng em vẫn phải giải thích về phong tục, về cuộc sống, về kinh tế Pháp, người dân Pháp. Các anh chị em là Việt Kiều Pháp thì chắc chắn là không cần biết về điều đó rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể qua Pháp từ rất là nhiều nguồn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ sinh sống ở Pháp vì chúng ta có những cái gọi là những cuộc sống riêng của chúng ta. Và có thể chúng ta đi từ những cái giai đoạn đầu, đó là đi vượt biên, cũng có thể chúng ta đi theo cái diện kết hôn, cũng có thể chúng ta sẽ đi theo cái diện gọi là du học sinh, và sau đó với cái cuộc sống phù hợp và chúng ta lưu lại ở nơi này. Em thông dịch viên kể rằng là
trong những cái tour du lịch đó, đó có những cái câu chuyện thực tế và em phải xử lý những cái tình huống này. Và nếu như trong trường hợp xử lý những tình huống này thì em có thể viết lên thành sách và sách đó có thể bán được. Theo quý anh chị em thì luật sư Thu Đoàn có thể viết thành sách được không ạ? Câu chuyện viết sách về những câu chuyện đến tòa, luật sư Thu Đoàn rất là nhiều lần làm. Tuy nhiên cũng xin khất lại vì trước mắt là những cái việc còn phải đang thu xếp. Và có lẽ trong những cái ước mơ cho tới 5 năm 2028 thì luật sư Thu Đoàn sẽ làm được không ạ? Và chúng ta sẽ qua phần thứ hai là đứng tên dùm cho Việt Kiều Pháp. Câu chuyện tại tòa án. Thưa với hội đồng xét xử, tôi và bà A là chị em ruột. Tuy nhiên thì kính thưa hội đồng xét xử có thấy không, bà A bà đẹp như thế nào đó, trong khi tôi là một người già nua, xấu xí. Bà kêu gọi sự đồng tình của hội đồng xét xử. Hơn 15 năm về trước, khi Việt Nam không cho phép người Việt Kiều đứng tên sở hữu bất động sản, thì người em mới có một cái số tiền. Đấy không phải là tiền riêng của người em mà tiền riêng của người chồng và người em. Họ gửi về Việt Nam. Lúc đó, tại thời điểm đó thì châu Âu mới sáp nhập qua EU. Tôi nói có gì sai các anh chị em thông cảm nha. Tại vì nó không sử dụng được cái thuật ngữ của các anh chị em. Và tại thì thời điểm đó thì bắt đầu xác lập đồng tiền euro, xin lỗi các anh chị em, đồng tiền euro. Và người chồng cộng với người em gửi tiền về Việt Nam. Thì thưa các anh chị em, Việt Nam là nơi chôn nhau cắt rốn. Việt Nam là nơi mà người em đã đi. Bà đi theo diện là sau năm 1975 thì cũng có kiến thức và đi theo cái diện là hòa bình đó các anh chị em. Rồi thì mặc dù là tiền của người em và tiền của chồng, tuy nhiên thì bà cũng mua được một căn nhà ở một cái quận ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Với hai cái nội dung các anh chị em ạ, đi mua nhà ở Việt Nam để thích thì về, và mua nhà ở Việt Nam để cũng có thể là đầu tư. Chúng ta qua vấn đề thứ hai, đó là sau khi mua nhà, sau khi cất nhà và sau đó họ xây một cái căn nhà là 3 lầu các anh chị em ạ, ở một cái quận không phải là trung tâm nhưng là một cái quận trong thành phố. Và bình thường thôi các anh chị em, nhà của tôi thì tôi đi về. Tuy nhiên thì với những người đang sinh sống và làm việc nước ngoài thì cái việc quản lý cái căn nhà đó, tại thời điểm bây giờ thì cho thuê cũng sướng rồi các anh chị em ạ. Nhưng tại thời điểm trước đây khoảng 18 đến 20 năm thì việc cho thuê rất là khó khăn. Và thế là người em ở trên căn nhà đó. Và cũng vì không có luật sư, không có người tư vấn, cho nên người em vẫn giữ lên luôn giấy tờ. Các anh chị em Việt Kiều nha, đây là một điều rất là nguy hiểm. Có lẽ rằng là câu chuyện nó cũng không xảy ra nếu thời gian không quá lâu. Thời gian không quá lâu, một năm, gọi là những cái tác động yếu tố bên ngoài đã làm cho người em ở Việt Nam, người chị ở Việt Nam, xin lỗi các anh chị em, người chị thì ở Việt Nam, người chị thì ở Việt Nam, người em thì ở nước ngoài. Và thời gian cùng yếu tố tác động đã làm
cho người em ở Việt Nam. Ban đầu với một cái suy nghĩ, thì đem tài sản để ở nhà làm chi, bị vay vốn ngân hàng để làm một cái việc nhiều đó. Và sau đó thì các anh chị em biết rồi, sau khi chúng ta vay một cái vốn ở ngân hàng nhưng chúng ta không có cái động tác là gì ạ? Chúng ta sẽ không có một cái động tác là cái phương án trả nợ. Thì như vậy thì số tiền sau sẽ cao hơn số tiền trước, những lần vay sau sẽ cao hơn những lần vay trước. Và nhiều lần như thế thì không có khả năng trả nợ. Người chị ở Pháp sau khi một thời gian hỏi về giấy tờ và khi người chồng ly hôn, thì họ có nói, họ có đề cập về số tài sản ở Việt Nam. Người chị và người chồng không thể thỏa thuận được và có hỏi người em ruột của mình cái căn nhà này như thế nào. Lúc đó dẫn đến tình trạng phải nói thật. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ kiện. Tôi nhớ là khoảng tầm trên dưới 2 năm có một cái đó là một cái câu chuyện khởi kiện tương đối nhanh. Và cái kết quả là sau khi người chị trả cho số tiền trong ngân hàng và cũng vừa đủ với cái số tiền mà người chị đầu tư ở Việt Nam. Ở tại Việt Nam có những cái hướng xử lý về cái tài sản đứng tên giùm và hiện tại đang có những cái án lệ của anh chị em ạ. Tuy nhiên thì cách uyển chuyển của mỗi anh chị em luật sư đều khác nhau. Thưa các anh chị em, tôi là một người tích cực. Tôi thích những anh chị em về Việt Nam đầu tư. Và tôi có những cái kiến thức bí quyết riêng để cho các anh chị em sinh sống và làm việc nước ngoài. Không phải là các anh chị em Việt Kiều Pháp nữa, mà những anh chị em Việt Kiều ở những nước khác có thể yên tâm vào đầu tư. Tôi có một người quen, sau khi làm hồ sơ thì tôi lại giúp họ bằng cách rằng là chúng ta cứ xác định số tiền gốc khi người Việt Kiều đầu tư là 5 tỷ. Thì khi chúng ta đầu tư vào đó vào khoảng thời gian 2 năm, 3 năm số bất động sản lên, thì như vậy chúng ta sẽ có một cái phương án cho những người đứng tên giùm ở Việt Nam. Thưa quý ông bà cô bác và anh chị em, luật sư Thu sáng nay đọc được một cái câu và tôi thấy cũng rất là chuẩn. Tôi không mong muốn việc giỏi quan trọng trong việc thắng thua, mà tôi mong muốn tôi sẽ giúp được quý anh chị em. Có thể ở giai đoạn đầu các anh chị em đến với luật sư Thu Đoàn thì các anh chị em sẽ ngăn ngừa rủi ro. Có thể các anh chị em đến ở cái giai đoạn kiện tụng thì các anh chị em sẽ có những cái uyển chuyển nhất. Tôi khẳng định lại với quý anh chị em, tôi không phải là người đem đến cái chiến tranh, và tôi sẽ là người giúp các chị em trong những lĩnh vực kiến thức pháp luật. Và thế mạnh của luật sư Thu Đoàn là những vụ kiện, những cái lời tư vấn về tranh chấp đất đai, về thừa kế, về chia tài sản chung vợ chồng ở tòa án. Nếu quý ông bà cô bác và anh chị em, những người đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tại nước ngoài, có những cái gì liên quan đến bất động sản, liên quan đến việc tranh chấp, thì có thể liên lạc với luật sư Thu Đoàn thông qua những cái phương tiện social network. Các anh chị em có thể để cái lời comment ở phía dưới video này. Các anh chị em cũng có thể để cái thông qua cái số điện thoại của thư ký tôi là 028 3790 7727. Các anh chị em cũng có thể là liên lạc với những cái Facebook của luật sư Thu Đoàn thông qua cái kênh
Thu Đoàn lawyer hoặc là luật sư Thu Đoàn các anh chị em ha. Tuy có thấy chị luật sư Thu Đoàn đến Met Pháp và chị luật sư Thu Đoàn nói những cái vấn đề đó, tôi cũng là những người công dân có gốc ở Việt Nam, mặc dù đã nhập quốc tịch Pháp có công nhưng tôi vẫn là người Việt Nam, thì tôi cũng muốn luật sư tư vấn cho tôi vấn đề này, và rất là welcome các anh chị em đến với chúng tôi, luật sư Thu Đoàn. Rồi bây giờ luật sư Thu Đoàn sẽ cho các anh chị em nghe một chút cái vùng các anh chị em ha. Đây, thực ra thì đây là một cái vùng ngoại ô anh chị em ạ. Đi thì cũng có cầm cái cây gimbal, thế nhưng rằng là thì nhưng rằng thì là bị gọi là cái cây gimbal nó có vấn đề. Thôi thì chúng ta vẫn trên tinh thần là cứ cố hết sức có thể các anh chị em ha. Rồi tí nữa tôi sẽ quay cho các anh chị em xem những cái nơi ở trong. Cuộc sống lạnh, rất lạnh các anh chị em ạ. Rồi chúng ta sẽ coi ở phía ngoài ha. Hôm qua em hướng dẫn viên bảo rằng là có những anh chị em người Pháp thì mong muốn gọi là làm đồ ăn cho những khách du lịch Việt Nam đến, không phải họ cần tiền mà họ cần những cái tấm lòng, họ cần để muốn nói chuyện với những người Việt. Đẹp không ạ? Video ngày mai tôi sẽ nói cho các anh chị em về việc ủy quyền, các anh chị em ha, ủy quyền của một hồ sơ rất thật, và sau đó thì chúng ta sẽ biết một chút kiến thức về ủy quyền. Nếu chúng ta có những cái bất động sản, chúng ta có những cái ủy quyền về tranh tụng, ủy quyền về làm giấy tờ nhà đất, ủy quyền các loại. Tôi cũng đưa từ một cái câu chuyện thật và rất thật để đến cho quý anh chị em. Đây, chúng ta vào trong. Đây. Đây có một cái tủ sắt nhỏ nhỏ các anh chị em ạ. Anh chị em có thấy cái những cái television